Xin chào cô chú anh chị. Video này thì Dân giới thiệu cho cô chú anh chị mình một lô đất. Nó nằm trong khu Mỹ Hạnh Hoàng Gia của bên chủ tư là Trần Anh Group. Tức là ngày xưa thì cái chủ đầu tư Trần Group nó lập lên dự án này. Và bây giờ cái sổ thì từng nền hết rồi, sổ riêng hết rồi. Cho nên là khi mà mình mua bán này kia thì mình sẽ ra nhà nước mình công chứng, chứ nó không có liên quan gì tới Trần Anh nữa. Ở đây là khi mà cô chú anh chị mình chạy ra ha, mình chạy ra nó có ngã tư đó, mình rẽ tay trái là mình đi ra đường Gò Hu. Đường Gò Hu bây giờ nó đang làm rồi. Thì đường Gò Hu là nó sẽ mình đi ra ngoài cái phía của chợ Mỹ Hạnh Nam, xã Mỹ Hạnh Nam cũng như là Bách Hóa Xanh, rồi trường học, trạm xá này kia. Thì từ cái vị trí đất này mà mình chạy thì nó tầm khoảng chừng cây số rồi là mình ra ngoài chợ, trường học này kia đầy đủ hết. Nói chung là mình ở đây thì không thiếu một tiện ích hết, nhưng chú chị đầy đủ hết. Sổ hồng thì sổ hồng riêng có sẵn rồi, mua bán là sẽ công chứng và sang tên liền đó, không cần phải chờ đợi gì hết. Cái đường trước nhà của mình là 7m lòng đường thẩm nhựa, vỉa hè là hai bên nó là một bên nó 3m nha chú chị. Đó này vỉa hè trước mình rộng rãi thoải mái ha. Nó lô đất của mình nó sẽ từ cái vị trí cặp bên căn nhà này nè, cặp bên căn nhà hiện tại mình đếm qua là 5m. Nó nằm ở cái khoảng cái cây này nè, cái cây trụ đó 5m, sâu vào là 18.5, thì trong sổ của mình là nó 92m luôn chú chị. Đất thì cao ráo hết rồi, mình thấy không, hiện tại đất cao ráo hết rồi, là mình mua về mình xây nhà là xây luôn, không cần phải tốn thời gian cũng như là tốn tiền san lấp nữa ha, rất là sướng. Đó, nước thì nó có sẵn rồi nè, ống nước đó là mình sẽ câu vô mình xây dựng cũng như mình xài sau này luôn. Đó hiện tại ta xài bên kia ha, nó chừa một cái nhánh sẵn qua bên mình, nên mình chỉ cần mình xây thì mình sẽ lắp đồng hồ vào thôi. Ở đây thì dân ở cũng khá là đông rồi, và xung quanh cũng vậy, dân ở hầu như là đông kín hết rồi. Nó từ ngoài đầu, nói chung từ ngoài đầu đường vô tới đây nó rất là nhiều rồi. Ở đây cũng có luôn, và đây nhà đang xây nè. Nếu mà chú chị mình rẽ bên tay trái, tức đường thông nha, không có đường cục, mình rẽ bên tay trái là đi ra ngoài trường học cấp 1, trường học cấp 1 của khu dân cư Trần Anh á, thì từ vị trí nhà mình ra mà tới trường học nó khoảng chừng 200m thôi. Nó kế bên ha, dân cư sẽ ở khá là đông rồi. Nói chung khu này mà ở yên tĩnh lắm. Cái lô đất này là của thằng em, thằng em thì nói chung ngày xưa là vợ nó thì làm chung với Nhân, hai anh em làm chung công ty, còn này là chồng của con bé em. Trưa thì anh em cũng thân, mà sau này có tiền mà nay nó chơi, rồi bữa nay không nó kẹt quá anh Nhân giúp em, kênh của anh thì nhiều khách hàng này kia đó, quay lên giúp em hộ em bán lâu này. Nói chung là cũng có được số vốn này, nó cũng tính lướt cọc thôi đúng chị, nhưng mà ai ngờ đâu cuối cùng làm chủ luôn. Thì cái giá của cái lô này thì cái thời điểm mà hồi trong năm nha, trong năm mua trong năm thì cái giá thị trường là nó rơi vào tầm khoảng 1.6 tỷ đối với lô này đó, 1.6 tỷ. Nhưng mà nói thật luôn thì nó mua được cái giá là 1.550 tỷ, tức là nó rẻ hơn thị trường khoảng 50 triệu, tức là nó đặt cọc xong rồi nó tính lướt nó kiếm khoảng 50 kiểu vậy. Nhưng mà ai ngờ đặt cọc xong cái đất đứng luôn, nó đứng luôn tới thời điểm này. Thì bây giờ là nó kêu bán lại, nói chung là với cái giá là 1.5 tỷ, tức là tính đâu là lời được 50, nhưng mà cuối cùng thôi nó bán lỗ thêm 50 nữa để rút vốn ra làm chuyện khác. Thì nói chung là kêu giá 1.5 tỷ, nhưng mà cô chú anh chị mình ví dụ như là mình ưng lô đất này mà kiểu như là mình muốn giảm xíu nữa là thôi cứ gặp trực tiếp em đó. Nó năm nay nó sinh năm 95 rồi chú chị, còn nhỏ tuổi lắm. Thì gặp trực tiếp em nó là đạp xíu nữa cho nó chừa cái tật đó. Đó lứa cọc vô tình làm chủ. Thì bớt thêm khoảng chừng 10 triệu 20 triệu gì nữa, nói chung lỗ thêm xíu nữa thì chắc cũng có thể nó bán, tại vì nói chung giờ kẹt quá rồi. Đó. Đất rất là đẹp nè, trẻ khô và dối nó đây đi xong ra nha. Đó, mình thông ở đây là mình rẽ bên tay trái là mình đi ra ngoài trường học nè, khu này dân cũng ở nhiều rồi. Đó đây là mình Nhân đứng đang ở cuối cái khu vẹo này,
nhìn lại lô đất mình rất đẹp đúng không chị, cặp bên nhà trệt hai lầu đó. Nói chung khu này ở thì quá sướng rồi, không còn gì bàn. Rồi cô chú anh chị mình muốn biết cái vị trí chính xác của lô đất này thì Nhân bỏ dưới cái phần mô tả đó, Nhân có cái đường link đó, mình bấm vào đó thì nó sẽ Google nó sẽ chỉ cho mình đúng chính xác cái vị trí của lô đất này. Thì một là mình tự chạy xuống đây mình xem, còn hai là cứ trực tiếp alo cho Nhân, thì Nhân sẽ dẫn dòng chú chị mình xuống xem đất, nếu mình thấy ok nó hợp với mình đó, thứ nhất, và thứ hai là giá cả nó ổn, ví dụ nó vừa tài chính mình thì cứ chạy xuống. Rồi có gì ví dụ mình mua nhanh lẹ này kia thì Nhân nói với em nó cho chịu lỗ xíu nữa, bớt xíu nữa rồi bán cho cô chú chị mình, nói chung là nhanh gọn lẹ ha. Đó, và thứ hai nữa là nếu mình chưa rành cái khu này á, mình rành rồi không nói, còn chưa rành á thì cô chú chị mình cứ trực tiếp mình bấm một cái link ở đó rồi mình zoom lên zoom xuống là mình sẽ xem được cái xung quanh, cái người dân người ta ở như thế nào, cũng như là gần chợ búa trường học này kia đó, Nhân nói có đúng hay không á, thì nó có đầy đủ trên Google Maps hết á, mình cứ vô đó mình tham khảo thôi. Rồi cảm ơn cô chú chị rất nhiều đã dành thời gian theo dõi video của Nhân ha. Cô chú chị mình nhớ nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi rất nhiều video sau. Còn bây giờ thì Nhân xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú chị mình ở những nhiều video tiếp theo ha. Xin chào ạ.